Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang đứng ở đây là trên một con hẻm 935 xẹt 1 xẹt 36 này, kế cái số nhà này. Nhà này mới xây xong này. Thuộc phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu nhé. Hẻm ô tô quý vị ạ. Này, ô tô thoải mái. Này, khu này dân cư ở đây người ta mới xây hết luôn này. Nhà này mới xây này. Đây, nhà này đang làm rèm cửa này. Đây, mấy căn này đang xây này. Mới xây xong. Hẻm ô tô kia là chung cư Bình An quý vị nhé. Đấy, mặt tiền đường Bình Giã đấy. Quý vị đi thẳng ra đây ngay trạm y tế phường luôn. Trạm y tế phường 10. Phường Rạch Dừa phường 10 ạ. Thì ở đây tôi giới thiệu quý vị một lô đất ở đây. Nó có chiều ngang là 5 nhân xấp xỉ 21 là 104 m². Này, giáp với cái nhà 935 xẹt 1 xẹt 36 này. Giấy tờ của nó là giấy tờ đất nông nghiệp bìa đồng sở hữu. Mấy nhà xung quanh đây thì làm bìa đồng sở hữu. Tôi có một cái video nói về bìa đồng sở hữu rồi, thì nếu như ai chưa hiểu thì có thể xem video đấy. Thì đại loại nó là như vậy. Nhưng mà đất khu vực này thế người ta ở san sát nhau hết rồi. Nhà này, hai nhà này đều mới kính cong luôn. Ba nhà mới kính con, 4 nhà luôn, 5 nhà, đại loại đây tòa nhà mới rồi, dân cư gọi là ổn định đấy. Giá đang chào bán nó là 1 tỷ 390 triệu. Từ đây cách cái trạm y tế phường chỉ khoảng cỡ 100 m này, đi ra kia sang rẽ trái cái nơi ấy. Thì căn nhà quên, mảnh đất này thì nó có hướng đông, đông đông nam đó. Đấy, hợp những người mệnh đông tứ trạch. Đấy thì chú ơi, hai căn nhà này bán chưa? Bán rồi. Nhà mình bán chưa? Mới mua, mình nhà mình mới mua hay mới làm? Đang bảo bán cái mảnh đất này. Đang mày. 1 tỷ 390. Bạn làm đây bao tiền 1 m². 100 m. Nhà bạn bao nhiêu mét? 70. 70 là làm nhà, mua đất xong làm nhà là thành bao nhiêu tiền? Cả đất mua, cả nhà. Mua cả hai bên. Mua cả hai luôn. Nhà mình làm xong rồi mình ở đấy hả? Hay là xây kiên cố quá ha. Xây đây thì phải chạy mất nhiều không? Thầu đây là bao tiền mét vuông? Gọi chung là khoảng 6 triệu đúng không? 6 triệu. Gọi là chìa khóa trao tay ấy, đúng không? Đấy, tức là xây khoảng 6 triệu một mét vuông. Nội thất là quên, cái vật tư là mình nựa đúng không hay là người ta nựa? Vật tư thì theo của như vậy thì của thầu luôn. Còn mình nựa thì nó tốt thì phải phát sinh thêm. Dạ. Yeah. Ok. Thôi bạn làm nhé. Đấy, sơ bộ như vậy quý vị nhé, một lô đất này. Nói chung xây đất nông nghiệp ở Vũng Tàu thì vẫn xây được. Nhiều người bảo không xây. Chứ đất Vũng Tàu này, khu vực này toàn đất nông nghiệp hết à. Rồi, xin kính chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.